kỳ cho dòng sản phẩm dân dụng của chúng tôi. Thì trước khi vận hành thì chúng ta kiểm tra xem nước chúng ta đã châm đầy hay chưa. Thì chúng ta sẽ châm nước vào trong cái hộp này. Chúng ta có thể để thêm nước đá vào trong hộp nước để tăng hiệu quả làm mát. Để khởi động đầu tiên chúng ta nhấn nút on off. Sau đó chúng ta khởi động bơm nước. Thì bơm nước sẽ bơm nước từ bồn chứa nước lên là ướt ấm của lên bếp. Quạt sẽ đẩy không khí đã được làm mát rồi ra bên ngoài môi trường. Nhiệt độ sẽ hạ xuống từ 4 đến 8 độ C tùy theo môi trường. Quạt chúng ta có 4 hướng đảo gió. Chúng ta có 2 chiều đảo tự động bằng nút switch và 2 chiều đảo bằng tay một cách dễ dàng. Hẹn giờ thì chúng ta có nút hẹn giờ từ 1 giờ đến 24 giờ. Có chế độ gió tự nhiên, gió lúc mạnh lúc yếu giống như gió tự nhiên của mình vậy. Và chế độ ngủ. Khi mình bật chế độ ngủ thì độ ẩm cũng như là độ ồn ở mức độ thấp nhất tạo dễ chịu, tạo cảm giác dễ chịu nhất cho người sử dụng. Và chế độ tạo độ ẩm, thường những môi trường điện hòa không khí thì độ ẩm của nó rất là thấp. Cho nên giải pháp máy làm mát sẽ là giải pháp hiệu quả nhất để tạo nên độ ẩm trong môi trường không khí đó. Và đây là chế độ tạo ion trong không khí. Và bây giờ Daikyo sẽ hướng dẫn các bạn quy trình vệ sinh máy làm mát Daikyo. Thì với nguyên lý hoạt động là sử dụng tấm Colimex để làm mát không khí. Thì tấm Colimex này được phủ một lớp màu xanh chống rơ móc. Chúng ta vệ sinh sạch sẽ thì môi trường của chúng ta sẽ được trong lành hơn. Daikyo có hai dòng sản phẩm. Với những dòng sản phẩm nhỏ thì chúng ta sẽ sử dụng bồn chứa nước tháo rời như thế này. Thì chúng ta sẽ sử dụng vải mềm để lau sạch và xà phòng để vệ sinh sạch sẽ, sau đó để khô. Đối với những dòng máy lớn có bồn chứa nước dính thì dưới thân máy như thế này thì chúng ta vệ sinh bằng cách tháo rời lưới lọc và tấm lên mép để vệ sinh phía bên trong máy. Trước khi vệ sinh thì chúng ta sẽ tháo chắc chắn ra khỏi máy làm mát. Việc vệ sinh này khá là đơn giản, những người phụ nữ trong gia đình cũng có thể vệ sinh một cách dễ dàng. Chúng ta sẽ sử dụng tua vít để tháo lưới lọc ra khỏi máy làm mát. Lưới lọc này có tác dụng ngăn cản bụi đi vào trong ống lên bé, tạo cho môi trường mình trong lành. Thì khi mà chúng ta vệ sinh thì chúng ta sẽ sử dụng bàn chải và xà phòng để vệ sinh hai mặt của tấm lưới lọc bụi, sau đó chúng ta phơi khô. Ở bên cạnh cũng có hai cái tấm lưới lọc bụi thì chúng ta cũng vệ sinh tương tự như là mình đã hướng dẫn. Đối với tấm lưới lọc bụi thì chúng ta thấy là như vậy. Thì tấm lưới lọc bụi có một cái độ rãnh 45 độ, chúng ta sẽ sử dụng vòi nước để xịt vào 45 độ, sau đó vệ sinh sạch sẽ chúng ta đem phơi khô. Ở bên cạnh cũng có hai tấm lưới lọc bụi thì chúng ta thấy là cũng rất là nhiều. Vải mềm và xà phòng để vệ sinh mô tơ quạt, cắn quạt và những vị trí trong máy. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng vải khô để lau sạch phần phía trên của máy. Còn phần bồn chứa nước thì chúng ta sẽ sử dụng vải mềm và xà phòng để vệ sinh thật là sạch sẽ. Sau đó chúng ta sẽ xả bỏ nước ở phía bên trong máy ra bằng vòi xả đá. Chúng ta có thể sử dụng thêm phần nước tắm để vệ sinh sạch sẽ bồn chứa nước, sau đó xả lại một lần nữa. Thì chúng ta sẽ để ráo. Chúng ta sẽ sử dụng vải mềm để lau sạch bề mặt phía bên ngoài máy làm mát. Sau khi tấm Colimex và lưới lọc đã được phơi khô thì chúng ta sẽ lắp vào theo tiến trình ngược lại như lúc nãy chúng ta đã tháo ra. Thank you.
tự nhiên, thân thiện với môi trường, tiết kiệm 95% chi phí đầu tư cũng như 80% chi phí vận hành so với sử dụng hệ thống điều hòa không khí. Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ trang web